Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ sản phẩm đồ gỗ phòng khách. Đó là bộ bàn ghế làm từ chất liệu gỗ mun nuôi công. Gỗ mun này nhiều nơi gọi đây là gỗ mun hoa. Và gỗ mun này thì có khác gì, điểm gì khác biệt so với gỗ mun hoa của Lào? Thì trong video clip này chúng tôi sẽ giới thiệu luôn. Bộ bàn ghế này làm từ chất liệu gỗ mun nuôi công, gỗ mun nhập khẩu từ Nam Phi. Chất liệu gỗ rất là rắn và vân rất là nhiều. Vân rối rít, vân tăm. Như trên hình các bạn đang xem đây. Cái thớ gỗ và các cái sắc vân nó xen kẽ giữa các cái màu đen và màu vàng. Vân gỗ nhỏ hơn chất liệu gỗ mun hoa của Lào. Trong video clip này chúng tôi sẽ chia sẻ tới ưu điểm và nhược điểm. Về ưu điểm của bộ bàn ghế này, có rất nhiều vân và làm hoa mắt người xem. Vân của nó rất là rối rít. Bản chất đặc trưng của gỗ mun nuôi công đó là rất nhiều vân, khác với gỗ mun hoa. Và chất liệu gỗ là cứng, khó làm. Đó là cái ưu điểm đầu tiên. Và ưu điểm thứ hai là giá thành của bộ bàn ghế chất liệu gỗ mun này, nó có cái giá thành bằng 1/5 cái giá thành của bộ bàn ghế gỗ mun hoa. Có giá thành rất là rẻ so với gỗ mun hoa của Lào, hay còn gọi là gỗ mun sọc, mun hoa da báo. Đây là bộ bàn ghế bằng chất liệu gỗ mun nuôi công nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ bàn ghế này gồm có 6 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn và một bàn đầu bàn. Ghế dài này chúng tôi làm kích thước là 2m4, cột 10. Cột 10 dày 7 phân. Toàn bộ ván vách chúng tôi làm dày 2 phân, được chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp. Cái ưu điểm thứ hai nữa đó là chất liệu gỗ rất là nặng. Nói về chất liệu dòng gỗ mun, chất liệu gỗ nặng, vân đẹp. Đó là hai cái ưu điểm đặc trưng nhất của bộ bàn ghế gỗ mun nuôi công. Và ưu điểm thứ ba đó là giá thành rẻ so với bộ bàn ghế gỗ mun hoa của Lào, chỉ rẻ bằng 1/5, 1/6 thôi. Tùy theo cái giá thành ước tính của bộ bàn ghế gỗ mun hoa Lào theo từng cơ sở khác nhau, có nhiều giá khác nhau. Và bộ bàn ghế gỗ mun này nó có nhiều cái giá thành khác nhau để cho quý khách tham khảo tùy từng cơ sở. Nếu như làm hàng chất lượng thì giá thành nó sẽ cao, và nếu như làm hàng chỉ bán một lần là xong thì giá thành nó sẽ rất là thấp cùng mẫu mã bộ bàn ghế như này. Và chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế gỗ mun này chúng tôi làm kích thước đó là 8761 và cao 1m10. Toàn bộ các cái phần vách là chúng tôi để trơn. Và cái nhược điểm của bộ bàn ghế này là nếu khi gỗ nó tươi mà chúng ta chưa phơi khô thì nó có cái hiện tượng đó là nứt răm, giống với gỗ mun hoa của Lào. Và khi chúng ta để khô thì là chất liệu gỗ cũng rất là bền. Trung bình một tháng thì chúng tôi ra từ 3 tới 5 bộ bàn ghế như này để đáp ứng tới nhu cầu thị trường của những người thích chơi về dòng gỗ mun nuôi công. Và lưu ý đặc biệt của gỗ mun nuôi công đó là khi chúng ta hoàn thiện, chúng ta phải tẩy axit rất nhiều, vì chất liệu gỗ này có rất nhiều các cái nhựa bên trong. Chúng ta mà tẩy không kỹ là hoàn thiện bộ bàn ghế nó sẽ bị xấu đi và nó hay bị tróc sơn. Để cho quý khách tham khảo, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành sẽ chia sẻ tới tất cả quý vị để cho những người đã chơi và những người đang có ý định muốn sở hữu bộ bàn ghế như này thì có cái kinh nghiệm khi chúng ta sở hữu các cái bộ bàn ghế mun nuôi công hay các cái sản phẩm như lọ lục bình bằng chất liệu gỗ mun nuôi công. Khi chúng ta hoàn thiện, chúng ta phải tẩy axit rất nhiều lần, và trong quá trình tẩy axit chúng ta cũng phải rửa nước thật sạch. Nếu như không sạch thì bộ bàn ghế của chúng ta lên nó sẽ rất là xấu, màu nó rất là tối. Và đây là bộ này chúng tôi hoàn thiện cho anh Hoàn, anh tại Tĩnh Gia Thanh Hóa, anh đã đặt chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong thì chúng tôi quay lại video clip một lượt gửi tới gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi các video clip của chúng tôi. Chiếc ghế dài này có kích thước là dài 2m4, chiều sâu 61 và chiều cao 1m10. Cột là cột 10, dày 7 phân.
được chúng tôi thừa gỗ, thừa vân rất là đẹp. Và sắp tới sang năm 2021 thì chúng tôi sẽ sản xuất bộ bàn ghế mẫu như thế này, nhưng mà cột 12, ghế dài 2m55 cho khách hàng ở Hà Nam đã đặt hàng chúng tôi trong dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi sản xuất không kịp, chúng tôi đã hẹn khách hàng ra riêng, chúng tôi sẽ làm một bộ thật đẹp. Quý khách nhớ đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách có thắc mắc gì về các cái dòng sản phẩm làm từ chất liệu gỗ Monicon, quý khách hãy bình luận phía dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị để quý vị có kinh nghiệm khi sở hữu các cái bộ bàn ghế gỗ mun được chất liệu tốt hơn, bền hơn. Nếu so về giá thì chất liệu gỗ mun nơi công này nó là giá thấp nhất so với các dòng gỗ mun hoa hay mun sọc hay mun sừng. Chất liệu gỗ mun này là gỗ rẻ nhất so với các dòng gỗ mun đắt tiền. Còn nó lại là một dòng gỗ cao cấp so với dòng gỗ gụ, gỗ hương đá. Nó sẽ ngang tiền nhau. Chiếc bàn này chúng tôi làm với kích thước đó là 70 x 1m35. Bộ vì là bộ cột 10, chúng tôi làm kích thước bàn nó nhỏ cho quý khách kê vào phòng khách nó nhỏ thôi. Phòng khách không cần rộng, chúng ta cũng đã kê được bộ bàn ghế như này. Bộ bàn ghế như này chúng tôi còn đang sản xuất các cái bộ bàn ghế trương voi và toàn bộ vách chúng tôi cũng để trơn. Và năm tới chúng tôi sẽ sản xuất đó là bộ bàn ghế vách đục tứ bình hay còn gọi là tứ quý. Và toàn bộ các cái vân này là vân gỗ tự nhiên, không can thiệp vẽ vân. Chúng tôi xin khẳng định là bộ bàn ghế gỗ mun nuôi công này là toàn bộ 100% vân gỗ tự nhiên. Bản chất của gỗ mun sinh ra nó đã lắm vân. Và để lựa được một bộ bàn ghế nhiều vân như thế này thì chúng tôi phải lọc gỗ. Chúng tôi phải pha trung bình từ 5 tới 7 bộ. Chúng tôi sẽ lựa chọn được một bộ đẹp như thế này. Vân hoa đều như nhau. Và bộ bàn ghế này thì gia đình khách hàng sẽ đánh xe tới xưởng sơn của chúng tôi để xếp hàng. Chúng tôi sẽ không phải đi giao. Quý khách có xe nhà. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn tới tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Quý khách có thể bỏ ra từ 5 tới 7 phút xem video chúng tôi. Quý khách sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn khi mua sắm các cái bộ sản phẩm đồ gỗ mun nơi công. Và lưu ý tiếp theo là quý khách nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Chúng tôi phải tẩy axit bộ này rất nhiều lần để cho nó đảm bảo. Quý khách hãy đăng ký kênh để xem tiếp các cái video đồ gỗ đồ thờ của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.